không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mình hay bao trong tim đã mấy thu qua tôi vẫn trong cuộc đời. Lời mẹ hiền còn nhớ con khi lớn con đi trên vạn nẻo đường, đừng buồn khi lúc tay còn trắng. Đường về đèn khi in bóng cô linh.
vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Vừa rồi là em đã test một lúc hai cái cassette, hai cái chiếc đài phần cassette cho các bác. Bác khách hàng này ở Hải Dương, bác đã chốt mua một lúc là hai chiếc, mua được về để bày. Và sau một thời gian theo dõi kênh của Thế Giới Đài thì bác đã ủng hộ sản phẩm của bên em. Sản phẩm thì là hàng đấu Nhật, vì thế nên hình thức còn rất là đẹp. Em xin quay hình thức cho các bác, để những bác nào mà có nhu cầu sản phẩm tương tự thì hãy liên hệ. Có thể nói QT77MK2 thì nó là bản nâng cấp của chiếc QT77 trơn. Về hình thức thì giống nhau, chỉ khác hơn là công suất loa của QT77MK2 lớn hơn một chút. Đấy, hình thức thì không có gì để chê cả. Trước khi bác chốt cọc tiền thì bác đã nhận được video và hình ảnh em gửi trước cho bác xem. Và đây là video mà em quay lên để sau này bác nhận đài, bác có thể đối chiếu. Con QT77 này thì em đã giới thiệu rất là nhiều trên kênh rồi. Nó sử dụng cassette thì hai cửa băng, sinh phần radio thì có AM và FM. Và FM con này là full 108. Ngoài ra thì có thể chơi được đường line in từ bên ngoài vào. Và một cái điều quan trọng nữa là ở cửa số 1 là bên tay phải này, nó có chức năng tua nhớ bài. Đấy, đài thì em bao hoàn hảo tất cả các chức năng, đã bảo dưỡng phần cơ và thay dây cu loa bánh tì. Phần mên mạch thì cam kết là chưa qua sửa chữa. Nếu trong quá trình mà sử dụng, nếu phát hiện sửa thì bên em hoàn tiền 100%. Bên em thì cũng chia sẻ thêm các bác là bên em ship code toàn quốc. Các bác mua hàng thì dưới 5 triệu hoàn toàn không phải cọc tiền. Trên 5 triệu các bác cọc cho em tầm 300 ngàn đến 500 ngàn. Còn nếu những bác nào đã mua lần thứ hai cũng không phải cọc tiền. Đấy là quy định của bên em như thế. Thế còn lại là khi ship code thì các bác đến tận nơi, hàng đến tay các bác mở ra cắm điện như này. Như em vừa test đây thì rồi thanh toán cho bên Viettel. Thế còn bên em bán thì bảo hành 3 tháng. Bác nào ở Hà Nội thì có thể đến tận nơi để mua hoặc xem sản phẩm. Địa chỉ bên em là số 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và sau đây thì em sẽ chuyển sang một phần test tiếp theo, đó là phần test tính năng line in. Sau đó sẽ test phần cuối cùng, đó là phần radio. Phần tính năng line in thì là một trong những tính năng của những đài sáp cao cấp hay có. Thì các bác muốn chơi được cái phần line in thì đang ở nước này, các bác gạt sang nước bên trong cùng này. Nước ở giữa đây nó có 3 nước, nước ngoài là nước nghe băng. Đây ạ. Nước tiếp theo là nước nghe radio và nước ngoài cùng là line in, đều gạt luôn line in nhé. Cô thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày vẫn vương từng phút giây êm đềm của người ơi, kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làm quên. Từ khi bao lâu rồi lành xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Mà lòng người thường hay thay đổi, đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm gì, một lần buồn chưa bôi xóa. Quê cũ ghi bao tình. Vâng, em kết thúc phần test tính năng live. Em test tính năng phần radio trước, đỏ trước nhé. Đây ạ. Có các loại thuế phí chưa được điều chỉnh kịp theo những biến động của thị trường. Chính những điều này đã gây khó cho họ. Việc để cho doanh nghiệp tự quyết giá bán là cần thiết, phù hợp với cung cầu thị trường. Mất cờ bằng thần đến nhà khách hay kẻ gian. Chia sẻ nữa, và Thúy Quỳnh nhận ra đây là bản nhạc Bèo Dạt Mây Trôi, đúng không chị Diệu Thảo? Vâng, chính xác rồi đấy. Thế là bạn đã rất yêu nhạc dân tộc và yêu Diệu Thảo rồi đấy. Vì Thảo cảm nhận là một người mà
hệ thống cộng đồng ở khu vực nông thôn, các huyện miền núi. Tỉnh Quảng Nam cũng có nhiều chính sách hỗ trợ các làng du lịch như tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, công ty lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá đến cả phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Em đã chuyển sang test radio chiếc thứ hai. Cải thiện cái giá chiết khấu tối thiểu cho bán lẻ, có nghĩa là các doanh nghiệp bán lẻ phải được hưởng một cái phần chi phí hoạt động của mình, lợi nhuận chấp nhận được trong cái giá này. Còn ngược lại thì nếu nhà nước thả nổi, nhà nước cho doanh nghiệp định giá xăng dầu thì đấy cũng một giải pháp, chứ không cần ấn định. Nhưng rõ ràng hiện nay cái cách thức can thiệp chỉ mới can thiệp đến doanh nghiệp phân phối thả nổi doanh nghiệp phân phối mà điều đấy tạo ra những bất lợi cho doanh nghiệp bán lẻ. Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cũng đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế thì cho rằng bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video bên em đăng tải. Bên em đăng tải video vào lúc 20 giờ tối tất cả ngày trong tuần, và tất cả các video đăng tải sẽ không trùng nhau. Đấy. Sẽ không trùng nhau các bác nhé. Chúng ta cần phải tính toán một cách đầy đủ cái giá xăng dầu từ cái khi mà chúng ta mua. Có lời nói sáng rõ được, mà nó phải bằng hành động, thì cái trách nhiệm của người nghệ, người làm nghệ thuật truyền thống, đó là phải tìm được cái hay cái đẹp và tiếp cận với họ. Chứ khán giả họ không có lỗi, họ có quyền được thích những cái điều mà họ cảm thấy. Không thể tưởng tượng nổi ở Việt Nam mình lại có một cảnh rừng nguyên sinh đẹp không? Thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với OneMath cùng với lá thư của bạn Phương Thanh. Có ai như em không? Và chiếc này là còn một phần test line-in là phần cuối cùng nữa. Em test luôn ạ. Anh đùa biết đam mê tình yêu tràn trề đường ngon đến vắng bước chân em nhớ tên. Rồi thời gian qua lối này chia tay chân tay buồn vã bên mai hành trang đường dài đi đâu nên ra mắt giai nhân cho vâng. Thế Giới Đài xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên nghe kênh. Cảm ơn bác khách hàng ở Hải Dương đã một lúc ủng hộ hai sản phẩm. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chúc bác cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.